Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị, mời quý vị theo dõi chi tiết. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Tử khá phát triển. Xuất thân từ một vai diễn nhí, sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Dương Tử đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân và cũng được coi là một bậc tiền bối trong giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có thế, Dương Tử còn được mệnh danh là một nữ diễn viên vượng nam chính. Năm ngoái, bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương do Dương Tử Đặng Luân hợp tác đã giúp Đặng Luân nổi như cồn. Năm nay, Dương Tử lại một lần nữa phát huy đối với Lý Hiện. Lý Hiện đã vào nghề khá lâu nhưng tên tuổi của anh vẫn luôn duy trì tình trạng không nóng không lạnh và cũng không có nhiều fan hâm mộ. Đến khi hợp tác cùng Dương Tử, tên tuổi của Lý Hiện như bước sang một trang hoàn toàn mới. Tháng 7 năm nay, bộ phim truyền hình Thân Ái Nhiệt Ái do Dương Tử, Lý Hiện đóng chính như một cơn sốt của thể loại phim thần tượng hiện đại. Tình yêu của cặp đôi chính trong phim vô cùng ngọt ngào khiến rất nhiều khán giả ngưỡng mộ. Nhờ bộ phim này, Lý Hiện được nâng tầm lên ngôi sao lưu lượng nổi tiếng và đồng thời cũng là bạn trai trong lòng đông đảo fan nữ. Trong phim thì lãng mạn là thế nhưng ngoài đời Dương Tử, Lý Hiện cũng ngọt ngào không kém. Bởi vậy nên trên mạng liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng Dương Tử và Lý Hiện đang hẹn hò. Cả hai không chỉ bị bắt gặp khi đang tay trong tay mà gần như cư dân mạng đã tìm được không ít bằng chứng tố cáo cặp đôi đang ở bên nhau. Thứ nhất, cuộc phỏng vấn của Âu Hào. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Âu Hào được phỏng vấn rằng muốn làm gì với Dương Tử. Trong không khí ồn ào khi đó, phóng viên đã nói một câu: "Bây giờ hẹn hò với Lý Hiện rồi", khiến cư dân mạng ồ lên. "Tôi nghe thấy rồi." Thứ hai, video pháo hoa tại Nhật Bản. Ngày 25 tháng 8 năm 2019, Lý Hiện chia sẻ một đoạn video pháo hoa rực rỡ. Khi đó, Lý Hiện đang ở Nhật Bản để tham gia hôn lễ của người bạn lâu năm. Trong video này, Lý Hiện tươi cười rạng rỡ. Đoạn cuối video, bạn của nam diễn viên hỏi anh một câu: "Lý Soái quay cho Andy đấy à?" Mà Andy lại chính là tên tiếng Anh của Dương Tử. Hiện video này đang được chia sẻ điên cuồng trên mạng và cư dân mạng đều nhận định rằng biểu cảm của Lý Hiện sau đó trở nên không tự nhiên. Thứ ba, cử chỉ thân mật. Trong cuộc phỏng vấn, Lý Hiện từng thẳng thắn: "Bạn bảo mình động lòng với huynh đệ của mình à, thế quá đáng quá." Nhưng thực ra, cư dân mạng tinh tế đều phát hiện ra một điều rằng ánh mắt Lý Hiện nhìn Dương Tử rất không bình thường. Không chỉ có thế, Dương Tử cũng từng thẳng thắn chia sẻ khi được phỏng vấn rằng: "Cảnh cảm động nhất trong Thân Ái Nhiệt Ái là cảnh Lý Hiện hôn trộm tôi hoàn toàn không biết trước nên ngại đỏ cả mặt." Thời gian trước, Dương Tử và Lý Hiện tay trong tay cũng bị giới truyền thông bắt gặp, tuy nhiên cả hai đều không chính thức trả lời về điều này. Nếu thực sự tình yêu của Hàn Thư Ngôn và đồng niên có thể tiếp diễn ở đời thực thì có lẽ đó là điều khiến fan hâm mộ cảm thấy vô cùng kích động. Hiện tại thì cư dân mạng đang mong chờ một lời công bố chính thức của cặp đôi đáng yêu này. Cách đây không lâu cũng có tin đồn rằng Lý Hiện và Dương Tử sẽ cùng tái hợp một lần nữa. Tuy nhiên lần này không phải một bộ phim truyền hình mà là một chương trình game show có tên là Thân Ái Đến Ăn Cơm. Cũng theo thông tin này, Vương Tuấn Khải cũng sẽ góp mặt trong chương trình này với vai trò em trai của Dương Tử. Một bên là Vương Tuấn Khải, một bên là Lý Hiện, không biết Dương Tử sẽ thể hiện như thế nào. Hiện tại thì fan hâm mộ và cư dân mạng đang vô cùng mong chờ sự tái hợp này, cũng như thông tin chính thức về tin đồn tình cảm của đồng ngôn phu phụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.